Hãy nêu chủ đề siêu anh hùng xoay quanh NFT và kiếm thu nhập thụ động. Khái niệm Galaxy Hedgehog là một dự án Binance Smart Chain xoay quanh các siêu anh hùng, dự án cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính phi tập trung DeFi bao gồm mã thông báo không NFT, sàn giao dịch phi tập trung, phần thưởng của chủ sở hữu và hơn thế nữa. Người phát triển dự án là Brian Summer, người từng là thành viên đóng góp của dự án Baby Dog rất thành công. Dự án Galaxy Hero tìm cách tận dụng cơn sốt Edcon gần đây đã chiếm lĩnh ngành công nghiệp điện tử như được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Darklem. Các Edcon đã chiếm phần lớn thị phần. Điều này có lẽ là do vô số sự khác biệt mà các token coin có thể phải phân biệt với nhau, đặc biệt là trong DeFi nơi khả năng xảy ra gần như vô tận. Galaxy Hero được cung cấp bởi mã thông báo và GC. Dự án đã triển khai nhiều tính năng khác nhau cho mã thông báo để đảm bảo mức lạm phát phù hợp cũng như các chiến thuật phân phối lại để khuyến khích việc nắm giữ mã thông báo. Các tính năng chính Galaxy Hero bao gồm một số tính năng chính để người dùng nền tảng này có thể tận hưởng. Deck Galaxy Hero Deck cung cấp một cho người dùng một địa điểm để mua bán và giao dịch mã thông báo. Deck thúc đẩy PSC để đảm bảo rằng các giao dịch diễn ra nhanh chóng và rẻ. Hiện tại, Deck cung cấp hoán đổi cho BNB và GC, nhưng nhiều mã thông báo hơn sẽ được thêm vào trò trong tương lai. Deck cũng sẽ có hỗ trợ thanh khoản, nơi người dùng có thể cung cấp tính năng thanh khoản và kiếm phần thưởng từ GP. Các trang trại năng suất Galaxy Hero đã chính thức hoạt động với BNB và GC, và GC là hai trang trại hiện có sẵn. Người dùng có thể đặt mã thông báo của họ vào các trang trại này và sau đó thu hoạch phần thưởng do hợp đồng thông minh GC cung cấp vào ví của họ. Các trang trại này đang cung cấp hơn 3.000 phần và bây giờ khiến họ trở thành một nơi được khuyến khích đầu tư. Tích cũng sẽ hỗ trợ thanh khoản, nơi người dùng có thể cung cấp thanh khoản và kiếm phần thưởng từ GP. Các trang trại năng suất Galaxy Hero đã chính thức hoạt động với BNB và GAC, và GAC là hai trang trại hiện có sẵn. Người dùng có thể đặt thông báo của họ vào